Xin chào mọi người nhé. Mọi người đang sử dụng rất nhiều thẻ của ngân hàng. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi thẻ tín dụng là gì chưa? Nó khác gì so với thẻ ATM thông thường? Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Thẻ tín dụng là một thẻ thanh toán cho các giao dịch mua sắm mà ngân hàng cấp cho bạn một hạn mức hay là một số tiền nhất định trong thẻ. Bạn có quyền tiêu trước và trả nợ cho ngân hàng sau, thông thường thì khoảng thời gian 45 ngày được miễn 100% lãi suất. Có nghĩa là bạn không cần có tiền trong tài khoản mà bạn vẫn có thể mua sắm được. Tuy nhiên, đa số người tiêu dùng hiện nay đang nhầm lẫn thẻ ATM và thẻ tín dụng. Thẻ ATM là thẻ ghi nợ, có nghĩa là bạn phải có tiền trong tài khoản bạn mới có thể tiêu và mua sắm được. Trên mặt thẻ tín dụng thường có một trong hai chữ là Mastercard và hoặc Visa. Hai thẻ này về chức năng giống nhau, khác nhau ở mạng lưới thanh toán. Thẻ Mastercard nằm ở thẻ thanh toán quốc tế thuộc công ty Mastercard Worldwide có trụ sở tại New York của Mỹ. Còn thẻ Visa là loại thẻ thanh toán quốc tế thuộc công ty Visa International Service Association có trụ sở tại California của Mỹ. Để được mở thẻ tín dụng, bạn cần phải được ngân hàng thẩm định và đủ điều kiện như sau. Thứ nhất là phải có công việc ổn định. Thứ hai là phải có nguồn thu nhập trung bình từ 5 triệu đồng trên tháng trở lên. Thứ ba, chứng minh được nơi cư trú, nơi ở, tài chính, công việc, v.v. Sau khi ngân hàng thẩm định, họ sẽ cấp cho bạn một số tiền nhất định. Số tiền này ở trong thẻ tín dụng và bạn có quyền tiêu và mua sắm. Còn mở thẻ ATM thì bạn chỉ cần chứng minh thư là ra ngân hàng họ đã mở luôn cho bạn. Khi bạn muốn tiêu tiền thì bạn phải nạp tiền vào tài khoản thì bạn mới có thể mua sắm được. Thẻ tín dụng khi mua sắm có rất nhiều ưu đãi như mua trả góp, đồ tiêu dùng như điện thoại, laptop, xe máy với lãi suất ưu đãi là 0%. Hay mua sắm càng nhiều thì bạn được hoàn tiền càng nhiều. Tặng quà voucher, tích điểm, tích dặm bay hay ngồi ở phòng chờ máy bay hạng thương gia. Tuy nhiên khi bạn sử dụng thẻ tín dụng cũng cần lưu ý. Thời gian hoàn trả tiền cho ngân hàng phải đúng hạn. Thông thường khi bạn tiêu tiền trong thẻ, ngân hàng sẽ cho bạn thời gian là 45 ngày miễn lãi suất. Sau khoảng thời gian này thì ngân hàng sẽ tính lãi của bạn. Nếu bạn để quá hạn thời gian trả tiền cho ngân hàng, bạn sẽ bị ngân hàng phạt với lãi suất rất cao. Đồng thời nếu bạn trả lại tiền cho ngân hàng mà bị trễ, bạn sẽ bị ngân hàng cho bạn lên nhóm nợ xấu trên hệ thống liên ngân hàng là CIC. Bạn sẽ không thể vay hay mở thẻ ở bất kỳ ngân hàng nào nữa. Thông qua video trên, chắc mọi người đã hiểu về thẻ tín dụng là gì rồi chứ? Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé!